Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ vỏn vẹn còn có một tuần lễ nữa. Đúng vào giờ này thì tất cả các thành viên trong gia đình quây quần cùng bạn bè quây quần với nhau để đón nhận một ngày lễ đặc biệt, đó là Thanksgiving. Cộng đồng người Việt chúng ta đã đến đây định cư sau 41 năm. Hôm nay là cái lần lễ Thanksgiving thứ 41. Hôm nay trong chương trình mỗi tuần một vấn đề, chúng tôi có một người khách quý, có thể nói đó là bác sĩ Nguyễn Quang Thái, một trong những bác sĩ mà đã có cung cấp cho chúng tôi rất nhiều cái vấn đề thiết thực với cái đời sống. Hôm nay bác sĩ là cái người khách của chúng tôi trong chương trình Thanksgiving và dinh dưỡng. Trân trọng xin lời gửi lời chào đến bác sĩ. Vâng, xin chào anh Đoàn Trọng. Và tôi là bác sĩ Nguyễn Quang Thái, xin kính chào quý vị. Thưa bác sĩ, trong cái thời gian gần đây thì lâu quá bây giờ mới bác sĩ mới lên lại trong cái chương trình chúng tôi, phải không bác sĩ? Chắc cũng khoảng mấy tháng. Năm nay là bác sĩ với bác sĩ Như là cái người mà gọi là mở hàng cho chúng tôi đó. À, năm nay chắc chúng tôi làm ăn khá hơn năm ngoái. Thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta đi vào một vài vấn đề về Thanksgiving thì năm nay bác sĩ đón nhận lần thứ Thanksgiving bao nhiêu lần ở Hoa Kỳ này rồi? Anh nói là bao nhiêu năm hả sao? Dạ, ăn bao nhiêu cái Thanksgiving ở Mỹ này rồi? Tôi nhớ đó là vấn đề Thanksgiving khoảng tháng 11, đầu tháng 11 năm 1979. Dạ. Tôi được từ bên Đức qua bên Mỹ này đoàn tụ với gia đình. Thì hồi đó tôi mới qua được một tuần hay là hai tuần thôi. Thì thấy bố mẹ tôi long trọng đón chào ngày Thanksgiving. Lúc mình không hiểu nó là cái gì. Nhưng mà bố tôi chỉ trong là bữa cơm gia đình thôi, nhưng mà đóng bộ đồ lớn, mặc cà vạt, ăn một cách trinh trọng. Và cứ mỗi một năm tới Thanksgiving, bố tôi cũng rất trịnh trọng đón mừng cái ngày gọi là ngày Thanksgiving, là ngày lễ tạ ơn. Ngay cả khi mà bố tôi 90 mấy tuổi, thì không có đóng đồ lớn nữa, nhưng mà cũng mặc áo đẹp, áo màu đỏ để luôn luôn đón mừng ngày Thanksgiving. Vâng, thì cái ngày Thanksgiving đó là một cái ngày đối với tôi rất quan trọng. Cũng như ngày hôm nay, mặc dù bố tôi đã đi rồi, ra đi rồi mấy năm nay rồi, thì ngày Thanksgiving vẫn là ngày để tôi nhớ tới bố tôi. Và cũng là ngày để tôi nhớ mang là tạ ơn những người nước Mỹ này đã mở vòng tay lớn, đón chào chúng tôi, chấp nhận chúng tôi, gia đình chúng tôi, và cũng như là tất cả gia đình bao nhiêu người Việt Nam khác. Vâng, kính thưa quý vị, Thanksgiving là một ngày lễ trọng đại đến với cái cộng đồng người Việt chúng ta. Chúng ta đến đây để chấp nhận quê hương này là quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta phải nói rằng chúng ta cảm ơn họ rất nhiều. Từ những ngày đầu cho đến ngày hôm nay, trong một cái cuộc hành trình có thể nói đầy gian nan, vất vả, và có thể nói chúng ta thử thách với cái mạng sống của chúng ta. Nhưng đến đây chúng ta phải nhìn lại và chúng ta một lần nữa cảm ơn tất cả những ai đã cùng với chúng ta trong đoạn đường 41 năm vừa qua, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, điều trước khi mà chúng tôi đi vào cái phần chính của chương trình hôm nay thì cũng muốn hỏi một vài bác sĩ về một vài cái sự kiện. Chắc bác sĩ theo dõi chương trình trong những tuần lễ vừa qua và đến cả ngày hôm nay, người ta nói đến rất nhiều về một nhân vật mới. Chắc bác sĩ cũng biết tôi nói nhân vật nào, đó là Donald Trump. Thưa bác sĩ nghĩ sao về ông tân tổng thống đắc cử của chúng ta, thưa bác sĩ? Thật sự là tôi là một người bác sĩ, tôi không phải là một người chính trị gia như là anh Đoàn Trọng ở đây. Thật sự đó thì cái sự mà là hiểu biết của tôi về chính trị, ngay cả chính trị trên nước Mỹ, cũng là rất hẹp hòi. Mặc dù đó là cái chuyện mà là chính trị trên nước Mỹ cũng là rất quan tâm tới đời sống của chúng tôi và cũng như là tất cả mọi người trên thế giới. Theo dõi Clinton thì cái cuộc bầu cử này là thật sự cũng như là mọi người cũng như quý vị đang nghĩ là một sự bất ngờ. Cái sự bất ngờ, một cái thay đổi này tôi nghĩ là không phải riêng cho nước Mỹ mà nó sẽ mang lại thay đổi cho tất cả thế giới. Thì cũng như là ngay cả bà Clinton đã nói là phải cho Tổng thống Trump một cái cơ hội, một cơ hội để giúp nước Mỹ. Vì vậy đó thì mặc dù Trump có rất nhiều cái lời nói mà tôi nghĩ không được đúng lắm trong cái vụ tranh cử, nhưng mà tôi mong rằng khi mà làm Tổng thống thì Tổng thống Trump sẽ thay đổi và là làm sao làm cho nước Mỹ mỗi ngày mạnh mẽ hơn, và nước Mỹ cũng là nắm đầu thế giới. Vì vậy,
thế giới cũng được tốt đẹp hơn. Bác sĩ vừa mới nói rằng là bác sĩ nghĩ rằng là nước Mỹ dưới triều đại của Donald Trump hy vọng sẽ là mạnh hơn, tốt hơn. Thế thưa bác sĩ, một trong những cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề kinh tế. Thế bác sĩ, lại nhiên bác sĩ thì là về ngành y khoa là có thể nói là sở trường của bác sĩ. Tuy nhiên bác sĩ về nghĩ rằng trong nhiệm kỳ 4 năm tới, nền kinh chúng ta có quyền được hy vọng vào một cái nền kinh tế mới khá hơn không thưa bác sĩ? Một lần nữa, tôi không phải là một nhà kinh tế gia, không phải chính trị gia mà cũng không phải kinh tế gia. Nhưng mà theo những cái vụ mà tôi theo dõi tin tức gần đây đó thì tôi thấy những cái điều như thế này. Thứ nhất đó, là khi mà còn đang tranh cử, người ta nói nếu mà Tổng thống Trump, ứng cử viên Trump mà được bầu cử thành Tổng thống thì thị trường chứng khoán sẽ xuống một cách khủng khiếp. Tối thiểu là trong mấy ngày đầu sẽ tối xuống khoảng 15%. Nhưng mà ngược lại, ngạc nhiên đối với tất cả những người gọi là kinh tế gia, thị trường chứng khoán xuống 800 điểm trong khi mà mới nghe tin là ông Trump được đắc cử, và chỉ có chưa khi mà gọi là mở ngày mà là trading đó thì vụt lên cao, và từ đó lên tức là record high, tức là lên cái số điểm cao cao nhất. Và tại sao chuyện đó xảy ra như vậy? Thì tôi đọc trong báo chí thì tôi cũng thấy đó là cái kinh tế đó, mỗi người có cái hên. Khi mà Tổng thống Obama mà đi lên nhậm chức đó thì lúc đó là chúng ta đang đi qua một cái cơn khủng hoảng về kinh tế. Kinh tế xuống khủng khiếp, mất cả mấy triệu job, công ăn việc làm. Nhưng mà trong 8 năm vừa qua đó thì nước Mỹ đã làm bao nhiêu cái nỗ lực để xoay chuyển kinh tế trở lại. Và kinh tế nước Mỹ hiện nay đang lên. Và cái tin tức mới nhất ngày hôm nay đó cũng cho thấy là kinh tế nước Mỹ đang lên. Nạn thất nghiệp bây giờ đó, hồi xưa 10+%, bây giờ chỉ còn 4.9% thôi. Và vì vậy, tháng 12 này, theo tôi được biết, hoặc là theo báo chí nói, quý vị cẩn thận, tiền lời sẽ bị tăng lên. Đúng rồi, thưa sáng nay thì bà Henry cũng là cho biết là tiền lời có thể tăng lên. Theo tất cả những cái phóng viên, tất cả những người chuyên gia theo dõi cái tình hình. Nhưng mà trước khi chúng ta vẫn đi đến vấn đề đặc biệt tối hôm nay, muốn hỏi bác sĩ một cái vấn đề nữa. Khi bác sĩ đề cập đến vấn đề kinh tế thì lại nhiên chúng ta phải nói đến một cái nhiên liệu mà bao nhiêu người đều phải nói đến trên toàn hành tinh này, đó là vấn đề dầu hỏa. Liệu trong tương lai dầu hỏa đối với vị tổng thống đắc cử cũng giống như đảng Cộng hòa sẽ nắm đa số tại thượng viện và hạ viện, con đường dầu hỏa nó như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, khoảng cái thời kỳ embargo, oil embargo đó, tôi nghĩ là cái thời kỳ mà khi mà cấm Trung Đông đó, cấm vận đó, nước Mỹ thiếu, thì từ hồi đó đó nước Mỹ không đủ dầu hỏa, và từ hồi đó đó nước Mỹ khốn khổ tại vì thiếu dầu hỏa. Tới khoảng mà 2008, 2009, tôi nghĩ đó Saudi Arabia đó muốn đó là cái giá dầu hỏa khoảng tối thiểu $100 một barrel. Chi phí mà Saudi Arabia theo tôi biết đó, hút một barrel dầu hỏa ra chỉ có tốn $5 thôi. Vì vậy, thì vì cái giá mà Saudi đặt ra là $100 đó, thì cái đó đã cho nước Mỹ một cái cơ hội. Một cái nhóm người dầu hỏa đó, người ta là fracking oil đó, tức là không phải là chỉ có hút dầu hỏa từ dưới đất ra thôi, mà phải ép dầu hỏa từ trong đá ra, và từ đó lấy dầu hỏa từ trong đá ra. Cái phương pháp đó hồi đó thì rất đắt tiền mới lấy ra được một barrel, cũng khoảng gần $100. Nhưng mà gần đây đó, cái kỹ thuật đã tiến bộ rất lẹ, và chỉ cần $30 tới $40 là có thể lấy được một barrel ra rồi. Thì vấn đề mà gọi là dầu hỏa đối với nước Mỹ đó không còn là một cái mối lo ngại nữa. Tại là nước Mỹ có thể độc lập với dầu hỏa, không cần nhập cảng dầu hỏa, và tự đó có thể gọi là sống được. Và giá dầu hỏa sẽ không bao giờ, họ nghĩ sẽ không bao giờ tăng lên quá được $50 hoặc $60 nữa. Thì vì vậy, cái đó nó sẽ giúp cho kinh tế nước Mỹ và giúp cho kinh tế thế giới.
Cảm ơn bác sĩ. Hiểu biết thô sơ của tôi thôi. Cảm ơn bác sĩ có một cái món quà cho chúng tôi về cái nhận định về tình hình thế giới, về tình hình Hoa Kỳ trong những ngày sắp đến. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và hôm nay phần 2, phần 3, phần 4 chúng tôi sẽ nói đến vấn đề dinh dưỡng đặc biệt trong ngày lễ sắp tới, đó là ngày Thanksgiving. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.